Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Pháp Đại Chứng Minh. Hôm nay là tự chúng con xuất gia tập tại gia ở Tổ Đình Hộ Pháp là Địa Vũng Tàu bờ vơ của thầy Trục Đức ở An Giang. Và từ chúng con bây giờ lên ngoài sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp để làm cái lễ phóng sanh. Để từ chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh cá ớt khi thả ra được chúng quý vị giảng pháp tâm xuất sanh vì y tam bảo các tâm niệm Phật cầu vãng sanh và thế giới Tây Phương Cực Lạc. Để từ chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên nền phóng âm nằm chiếu cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều pháp tâm bồ đề hết một báo âm này sanh qua cõi Cực Lạc. Và để từ chúng con nguyện đem công đức này cầu an cho những vị Phật tử đang trên ghi làm lễ phóng sanh, thân tâm thường an lạc, tập thuận yên trừ, an lành tâm trưởng. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà biểu hiện thân tổ ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như những vị hương linh vong linh, chiến sĩ trọng phong, đồng bào tử nạn. Được thừa tư công đức này mà phát bồ đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chính Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chính Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chính Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các cộng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân niệm khí phát sanh ra nghe bờ trong tâm bản tánh, đang phải sanh tử luân hồi ra vào sông mơ thủy kiếp. Hôm nay có những duyên lành gặp Phật pháp, được quý vị đồng tu với quý vị và nhà sáp hối quy y, và nguyện quý vị pháp bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay quý vị quy y với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đồng một pháp danh là Diệu Âm Như Lai. Bây giờ chúng ta quy y cho chúng sanh và chúng ta sẽ quy tâm không tà đi cùng, quy pháp không tà ngã quỷ, quy tâm không tà mạng sanh, quy pháp không tà đi cùng, quy pháp không tà ngã quỷ, quy tâm không tà mạng sanh, quy pháp không tà đi cùng, quy pháp không tà ngã quỷ, quy tâm không tà mạng sanh. Và chúng ta đọc những Phật lớn lên và vui vẻ tùy hỷ để thể những sanh và với thiên nhiên nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn con đã biết gì Phật không nhìn con? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Yeah.
Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Phật, A Di Đà 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 Phật. Ai đi đà Phật, ai đi đà Phật, ai đi đà Phật, ai đi
di đà Phật, A 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 di đà Phật. Xin cảm ơn thầy Diệu Quang, Phật, thầy Diệu Quang, thầy Diệu Quang.